Không thấy ngõ rồi. Rồi. À, vô phòng thôi. À, kính thưa cô chú, các anh chị cùng đại gia đình thân mến nha. Hôm nay Lượng Anh đang ở khách sạn khu nghỉ dưỡng Elma. Giờ mời cả nhà mình cùng đi tham quan trong khách. À, đây là phòng ngủ của Lượng Anh này cả nhà. Đó. À, Lượng Anh đi review cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là bộ ghế phòng khách. À, đây là bàn ăn. À, đây là gian bếp. À, bếp này là bếp nấu hộ cá nhân như cái nhà, nấu hộ gia đình đó. Còn đây là cái lò khử hơi. Đây cả nhà mình cùng xem lò khử hơi nè. Đó, nó chạy không? Giờ đóng lại nè. Nó để nó hút bụi đi cả nhà, nó hút hơi trong căn phòng. Còn đây là lò sấy. À, đây là đồ nấu nước cà phê. À, đây là cái tủ đó cả nhà thấy tủ không, gối nệm nè, đã gối đó. À, một ngăn phòng của Lượng Anh ở rất là lớn nha cả nhà. À, Lượng Anh đi review cho cả nhà mình cùng tham quan đó. Khăn này, rồi mời cả nhà tiếp tục tham quan nha. À, đây là cà phê để uống sáng ở cả nhà. Còn đây là ngăn bếp, đó thức ăn này. À, đây là tủ lạnh, đồ ăn tủ lạnh ở cả nhà đó. Tiếp tục đây, à, đồ mình đem mình mua theo dự trữ nha cả nhà, chứ còn ra khách sạn cũng được, nhưng mà ở đây là như hộ căn hộ trong gia đình vậy, thì ở nhà mình ăn uống thoải mái tự do. Đây là toilet, cả nhà thấy toilet ra. À, nhà vệ sinh đây cả nhà. Đây là phòng tắm. À, khi cái cửa ra vào thì cả nhà mình có đem cái đồng hồ, rồi mình đỡ mình ấn vô cái cửa đó là nó mở tự động mở khóa. Hồi xưa là mỗi khách sạn nó làm thẻ quẹt, nhưng bây giờ không có làm thẻ quẹt nha cả nhà, bị cái quẹt kéo thẻ quẹt rồi dễ bị mất lắm. Rồi cả nhà mình tiếp tục đi tham quan khu của căn phòng của Lượng Anh đang ở đây. Đây là một chiếc giường đôi như cả nhà. Nhà có điện thoại đó, khi cần cái gì là phải gọi, ví dụ mình đi xe điện hay xe gì mình đi đâu á, là mình bóc điện thoại mình gọi xuống, là mình xuống dưới tầng dưới là có xe chở mình đi. À, đi tham quan các nơi. À, căn phòng này rất lớn như cả nhà. À, bên ngoài có tivi, bên trong có tivi, đây cái tivi nữa nè. À, đây là những tủ mà nó đỡ cho mình đựng quần áo. À, ở trong này là có một cái két sắt nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái két sắt không? Còn ở dưới này mình không có mang thứ gì đây thì mình ít cái bỏ tủ. À, ngăn nào cũng vậy thôi. À,
ba ngăn đều gì hết cả nhà mà đều trống hết. Nó có gồm có máy sấy tóc này, bằng lè này, rồi đây là toilet. Thứ hai đây cả nhà, đây là một cái hồ tắm đó, cả nhà mình thấy hồ tắm không? Ngăn phòng này ở rất là thoải mái nha cả nhà. Đây thêm một cái nhà vệ sinh nữa cả nhà đó. Rồi kế tiếp là thêm một phòng tắm nữa. Trong này là vật dụng đầy đủ luôn, đồ cạo râu rồi cái đồ là đầy đủ. Lượng Anh đang review cho cả nhà mình cùng tham quan căn phòng của Lượng Anh đang ở nha. Rồi Lượng Anh cũng xin kính chúc chị dồi dào sức khỏe nha, tạo điều kiện cho Lượng Anh có một dịp đi nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng An La Ma, nằm tại thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Thôi mời cả nhà mình đi ra bên trước nha. Em cũng cảm ơn chị rất nhiều nha chị. Đây là mặt trước nè cả nhà. Đỡ Lượng Anh dán cái màn này mà Lượng Anh mở cửa ra bên ngoài trước nha. Đây là hành lang, gọi là ban công ở cả nhà. Tối tối thì mình ngồi đây uống cà phê. Đó. Ngồi đây uống cà phê. Buổi sáng cũng vậy. Rồi là Lượng Anh đi review cảm cho mình xem cái khu ban đêm nè. Lượng Anh cũng mời cô dì chú thím cậu mợ cùng đại gia đình cùng đi tham quan và chiêm ngưỡng cùng nghỉ dưỡng với Lượng Anh, và cảm ơn chị bên nước ngoài mà chị không cho biết tên, tại vì chị ngại cái tên tuổi lắm, chị bị giấu tên đây, chị không cho biết mình biết tên, thành ra mình cũng không dám nói theo lời chị, mình cũng không dám nói luôn, không nói tên chị làm gì đó, chị muốn giữ thầm kín mà. Cho nên là cả nhà mình nghe vậy đều được rồi. Đây này đó, rất là đẹp luôn cả nhà. Thôi chính chúc đại gia đình dồi dào sức khỏe nha. Lượng Anh xin kết thúc video nha cả nhà nha. Lượng Anh review cho cả nhà mình cùng tham quan một căn phòng của Lượng Anh đang ở. Rồi xin chào cả nhà nha.